Sakura. Ngươi muốn gì? Sakura. Ta là nhẫn giả giỏi nhất làng lá. Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời. Ta mới là nhẫn giả mạnh nhất làng lá. Ngươi chỉ là tên bị bơm thôi. Ta mới là nhẫn giả thật. Illidol giả giả. Ta mới là giả thật.